Trung Quốc đại lục hôm 19 tháng 2 báo cáo thêm 1.749 người bị nhiễm virus corona và thêm 136 ca tử vong. Mặc dù nhìn chung, sự lây lan của virus COVID-19 đang chậm lại, nhưng tình hình ở tỉnh Hồ Bắc, nơi có thủ phủ Vũ Hán, vẫn còn nghiêm trọng. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tỉnh Hồ Bắc chiếm hơn 80% tổng số 74.185 ca nhiễm virus trên cả nước và 95% trong số 2.004 trường hợp tử vong. Lãnh đạo Trung Quốc nói phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh đang ở điểm mốc quan trọng. Các thành phố Hồ Bắc với tổng số dân hơn 60 triệu người đã bị cô lập kể từ kỳ nghỉ Tết nguyên đán hồi tháng trước, vốn là thời gian đi lại nhộn nhịp nhất trong năm. Nhà chức trách tạm ngừng gần như tất cả các phương tiện công cộng, ngoại trừ các hoạt động phục vụ cho công tác kiểm dịch, chăm sóc y tế và cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản. Các biện pháp thời chiến được thực hiện ở một số nơi, người dân bị cấm ra khỏi nhà cùng lúc.